Xin chào mọi người. Lúc này Biên Cương đang ở một nơi mọi người thấy rất là đặc biệt đúng không? Đó là King Coffee Cổng Trời ở Tam Đảo. Đây là một nơi check-in giờ đây rất là phổ biến với các bạn trẻ. Mọi người chắc đều sẽ đặt ra câu hỏi là không biết là vào trời thì thế nào nhỉ? Mà phải đi vào trời phải qua cổng đúng không? Và đây là một chiếc cổng rất là đặc biệt. Cũng là dễ hiểu thôi, khi mà trong dịp nghỉ lễ thì điểm check-in này rất là đông. Và chiếc cổng trời này thì có chiều cao lên tới 12m và với 4 trụ, với chiều rộng là 14m, cho nên là điểm check-in rất là lý tưởng. Đó. Từ cách thức làm cái cổng này trông nó rất là hợp với khung cảnh thiên nhiên ở Tam Đảo đúng không? Và bước sang thế giới bên này qua cổng trời thì cũng không phải là trời mà là một thung lũng. Nhưng mà với mây răng kín như thế này thì cũng tạo ra một cái không gian cảm giác cũng rất là giống gọi là chốn bồng lai tiên cảnh đúng không ạ? Rất là đẹp. Và đến lúc này thì với điều kiện thời tiết mát mẻ lý tưởng ở Tam Đảo và cảnh quan rất là đẹp thì đây là một nơi lý tưởng để cho các bạn trẻ đến check-in. Và cũng chả cần là các bạn trẻ đâu, già như Biên Cương cũng đến check-in. Đến đây thì Biên Cương mọi người thấy đấy, chọn trang phục rất là trẻ trung. Đó, phong cách rất là trẻ trung cho nên là cũng cảm thấy mình trẻ lại một chút. Xin giới thiệu cổng trời tại King Coffee, thị trấn Tam Đảo.